Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hùng Cam TV. Rank tử chiến đã qua được nửa tháng rồi, các bạn đang ở rank gì? Nếu tới hiện tại các bạn chưa leo nổi lên đại kiện tướng thì video này là dành cho các bạn nhá. Hùng Cam sẽ hướng dẫn các combo kỹ năng và vũ khí cần thiết để hỗ trợ các bạn leo rank cực nhanh. Đăng ký kênh và tag ngay thằng bạn thân vào đây để cùng chinh phục rank thách đấu tử chiến thôi nào. Trước khi xem tiếp video, chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách 5 ID may mắn đã giành được phần quà cho 5 bạn ở tuần trước nha. Các bạn có muốn trở thành người may mắn nhận được phần quà thì hãy trả lời ngay câu hỏi của tuần này. Vũ khí nào sau đây không tăng tốc bắn khi nâng cấp chip? A. Scar, B. M14, C. MP5 và D. là AUG. ID may mắn nhận được phần quà kim cương sẽ dành cho bạn nào đăng ký kênh, trả lời đúng, nhanh và chính xác câu hỏi nhất. Còn bây giờ thì tan học về nhanh, Free Fire điểm danh thôi. Top 4 combo tử chiến Free Fire leo danh siêu dễ. Ai 3 ngày chưa lên được đại cao thủ thì phải xem ngay nhá. Rank tử chiến đã reset được nửa tháng rồi. Các bạn đang ở mức rank nào? Tag ngay thằng bạn thân vào đây để dùng combo leo rank nhá. Top 4 siêu xạ thủ như Adorima, Iris, Maro, Luna và Laura đi cùng trợ thủ Arthur và hò mũ giáp kết hợp kèo công phá. Phải nói đây là một trong những combo xạ thủ đỉnh nhất của chùm kỹ năng Adorima. Chỉ cần chọn một góc đẹp, bạn có thể thoải mái xả sát thương nhờ độ chính xác cao của Laura và Maro, khả năng xuyên keo của Iris cộng hưởng cùng keo khung phá siêu đáng sợ. Đặc biệt là điểm yếu của nhiều súng tầm xa là tốc bắn cũng được khỏa lấp bằng Luna, nên sử dụng VSS 3 chip để tối ưu khả năng xuất huyết và che giấu bản thân. Top 3 chiến thần sát thương Tatsuya, Kairos, Arthur và DB với pet là vịt vàng cùng keo giò tim, cực kỳ phù hợp nếu bạn chơi súng sấy tầm xa như G36, Scar và Mat 3 chip. Trợ thủ vịt vàng sẽ giúp những tình huống ngồi, nằm, sấy tốc độ cao hơn, kết hợp với độ chính xác của DB khi vừa đi vừa bắn và độ linh hoạt của Tatsuya, lại vừa có thể phá giáp làm chậm đối phương cực mạnh cùng bộ đôi Kairos và Arthur. Siêu đau, siêu cháy, siêu leo rank luôn. Top 2 chiến thần cân 3 Tatsuya, Arthur, Antonio và Andrew thức tỉnh đi cùng pet Rocky và hòm mũ giáp với keo công phá, combo siêu trâu cho địch xả nguyên băng 7749 viên 05, vừa có lá chắn tự hồi phục của Antonio lại còn thêm giáp tự tăng khi đi cạnh đồng đội của Andrew thức tỉnh, chưa kể có thể vừa làm chậm vừa có thể phát hiện kẻ địch xung quanh nhờ Arthur. Cầm Tatsuya càn lướt như mây như gió, cực hợp với những ông nào cầm shotgun như M1044, M1887 hoặc tiểu liên MP40 nha. Top 1 là combo mạnh nhất thời điểm hiện tại trong tử chiến mà ai cũng sử dụng, với 4 kỹ năng hạng nặng sấy không trượt phát nào, bắn đâu chúng đó, leo thách đấu trong giây lát. Nếu các bạn biết đó là combo nào, hướng dẫn bật pet Moni vĩnh cửu giảm 35% sát thương vĩnh viễn trong Free Fire. Video lấy của hát của anh em nhá. Cách sử dụng pet Moni liên tục đang được rất nhiều anh em quan tâm sau khi tan học về nhanh Free Fire điểm danh. Tắt ngay thằng bạn thân vào đây để chúng ta cùng thử nhá. Đầu tiên chúng ta cần có trợ thủ Moni với kỹ năng giảm 35% sát thương khi dùng vật phẩm. Thứ hai là nhân vật chủ động Steffi với kỹ năng hồi độ bền giáp mỗi giây khi đứng trong vùng kích hoạt, mang thêm cửa hàng cá nhân để mua bộ sửa giáp cho dễ. Tiếp theo thì vào game, sinh tồn hay tử chiến thì việc đầu tiên bạn cần làm là hỏng một chút giáp cái đã. Với tử chiến thì các bạn khi có mũ giáp có thể sử dụng cách dùng hộp sửa giáp giữa thời gian chuyển giao giữa hai ván đấu. Cách này có thể dùng luôn trong độc lăng chiến nhưng khá là hên xui. Với sinh tồn thì theo hát cua sẽ phức tạp và yêu cầu nhanh tay một chút. Vẫn cần hỏng giáp và tìm một góc nấp, sau đó vừa ấn sửa giáp vừa ấn kích hoạt kỹ năng Steffi, sao cho kỹ năng Steffi hồi giáp nhanh hơn tốc độ sửa của hòm sửa chữa thì sẽ thành công. Nên để tăng tỷ lệ, các bạn nên để giáp vỡ sâu một chút, thời gian của Steffi sẽ lâu hơn. Và sau khi đã có thành quả rồi thì quất thôi. Các bạn đã biết cách bật pet Moni vĩnh cửu như hát cua chưa? Ai đã làm được thì làm mất dấu cộng và comment ngay xuống phía dưới để Hùng Cam xem nhá. AC80 có sát thương tầm xa mạnh nhất OB46, nếu biết kết hợp cùng Kairos sẽ ra sao đây?
xuyên mọi loại lá chắn, phá mọi loại mũ giáp mà các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng để leo thách đấu. Được tăng sức mạnh cực khủng tại OB46, nhưng lại cực ít người biết tới. Tác ngay thằng bạn thân đang kẹt rank của bạn vào đây để áp dụng combo ngay nhá. Tại giải đấu Free Fire World Series 2024, các tuyển thủ như Diu và Xbo sử dụng AC80 cực nhiều kết hợp cùng với Kairos, vì đây là một trong những vũ khí hiếm hoi được tăng sức mạnh sát thương lên lá chắn tới tận 20% và thêm 10% sát thương cho viên thứ hai trúng đích, tức là gây tới 160% sát thương cho viên thứ hai. Trong thời đại ai cũng lá chắn dày cộp tới 5-6 lớp, bắn 200 sát thương không nằm thì AC80 đi cùng Kairos là một sự lựa chọn hoàn hảo. Khi nhân vật này gia tăng tới 120% sát thương lên giáp và lá chắn, bạn đã có tổng cộng 180% xuyên mọi lớp phòng thủ của địch rồi. Chưa kể độ ổn định, khả năng ghim tâm của AC80 cũng thuộc top đầu Free Fire. Nếu bạn sử dụng thêm Maro thì cuộc chơi sẽ được nâng tầm cực khủng khi nhận thêm sát thương vào kẻ địch đứng xa và bị đánh dấu. Hai viên là nằm chẳng cần vào đầu. Tham khảo ngay hai combo của hai xạ thủ chuyên nghiệp là AG Diu với sát thủ vô thanh Kairos, Tatsuya, Maro, Boko, cơ động, cấu máu, cực hợp đi team 2 hoặc 4. WEG Xbo xuyên mọi lớp phòng thủ cùng bộ kỹ năng Kairos, Iris, Maro, Raphael, vừa nâng cao khả năng kết liễu, sát thương đốt cực đau lại vô cùng dễ ẩn nấp. Sử dụng cửa hàng cá nhân để dễ dàng sở hữu AC80 với giá chỉ 200 xu. Trợ thủ Otero để luôn giữ EP đầy cho Kairos, và bom keo công phá để vừa gây sát thương nổ lại phá keo dễ dàng. Các bạn đã dùng thử AC80 cùng Kairos hay chưa? Bạn thích lối chơi của Diu hay WAZ Xbo hơn thì cũng hãy nhớ MP5 ba chip cùng Laura leo mọi loại rank thách đấu trong một nốt nhạc. Combo siêu tầm xa khủng khiếp của WAZ Xbo đi Free Fire World Series. Trận chiến nhưng sấy vừa xa lại vừa đau, hơn cả Scar và Famas. Bạn đang ở mức rank gì? Tắt ngay thằng bạn thân vào đây để leo rank siêu tốc như WAZ Xbo nhá. MP5 đang trở nên cực kỳ hot trong mọi trận đấu rank khi được kết hợp cùng với bộ combo Laura và những người bạn, tạo ra lượng sát thương siêu lỗi gồm bộ 3 Laura, Maro, Kairos. Kỹ năng cuối bạn có thể linh hoạt giữa Tatsuya, Kay, Iris hoặc không cần luôn kỹ năng chủ động bằng Luna luôn. Bộ kỹ năng này cho MP5 với nâng cấp 3 chip, khả năng gây sát thương không khác gì súng trường. Với mỗi chip nâng cấp, khẩu tiểu liên này được gia tăng tới tận 50% tốc bắn và chính xác. Khi kết hợp cùng với Laura thêm 50% chính xác nữa, khiến gần như mọi viên đạn đều nhả trúng đích. Bạn sẽ thoải mái sấy kẻ địch cả tầm xa lẫn tầm gần mà không cần lăn tăn về độ nở tâm của súng. Chưa kể khả năng bào giáp của Kairos gần như để sinh ra dành cho MP5 khi khả năng ra đạn siêu tốc giúp phá lá chắn chỉ trong một nốt nhạc, và đặc biệt cực mạnh nếu đối phương ở xa với Maro. Trong bộ combo này, tốc bắn nhanh, chuẩn lại còn đau nữa. Đây thực sự là một combo quá lỗi tại OB46, siêu cấp VIP Pro Max Luxury luôn. Anh em nên cầm keo công phá và đặc biệt là trợ thủ Otero để giúp chuyển hóa EP luôn đầy, sẵn sàng cho mọi cú đẩy. Đừng quên mang ngay máy bán hàng cá nhân để sở hữu MP5 sớm nhất có thể nhá. Rank thách đấu chỉ còn là thời gian như WAZ Xbo thôi. Anh em đã thử combo Laura cùng MP5 mạnh nhất OB46 chưa? Top 4 combo tử chiến Free Fire cực mạnh leo rank đầu mùa. Ai 3 ngày chưa lên đại cao thủ thì xem ngay nhá. Leo rank đầu mùa là giai đoạn lên rank siêu nhanh siêu dễ. Các bạn đang ở mức rank nào rồi? Tag ngay thằng bạn thân vào đây để xem combo leo rank nhá. Top 4 chiến thần cân 3: Tatsuya, Arthur, Antonio, Andrew thức tỉnh đi cùng Pet, Rocky và hòm mũ giáp và keo công phá. Combo siêu trâu cho địch xả nguyên băng 7749 viên 05. Vừa có lá chắn tự hồi của Antonio lại thêm giáp tự tăng khi đứng cạnh đồng đội của Andrew thức tỉnh. Chưa kể vừa có thể làm chậm, vừa có thể phát hiện kẻ địch hiện xung quanh nhờ Arthur. Cầm Tatsuya can lướt như là mây bay gió thổi, cực hợp với ông nào cầm shotgun M1014 hay M1887 và tiểu liên MP40 nha. Top 3 siêu lá chắn: Sen, DB, Kairos, JB với trợ thủ Drakey, huy hiệu thợ săn và keo phòng ngự. Vừa thủ vững, giáp siêu dày nhờ Sen, JB liên tục tạo lá chắn bằng EP và máu tím. Lại còn có thêm khả năng xuyên giáp kinh ngạc, sấy không trượt phát nào từ DB và Kairos.
cặp đôi hoàn hảo giúp bạn tăng cực nhiều chính xác khi vừa đi vừa sấy, không thể đỡ nổi. Nếu bạn cầm theo những UMP MP5 3 chip thì sấy mất người luôn. Top 2, hai tỉa gánh tim Skyler, Moco, Maro, Rafael mang theo Long Thần Avon cùng với cửa hàng cá nhân. Chỉ cần chọn một góc đẹp, bạn có thể thoải mái xả sát thương, đưa kẻ địch lên hương siêu tốc. Do khả năng ẩn tiếng súng lại rút máu siêu nhanh của Rafael, không ai tránh được dù đứng sau bom keo khi bạn dùng Skyler cùng bộ đôi hủy diệt Maro và Moco. Đạn dài đến đâu, người dùng tới đấy thì ai đỡ nổi nếu chơi 2A đúp hoặc 2M82B. Top 1 là combo mạnh nhất thời điểm hiện tại trong tử chiến mà ai cũng sử dụng, với 4 kỹ năng hạng nặng, sấy không trượt phát nào, bắn đâu chúng đó, leo đại kiện tướng trong giây lát mà thôi. Đúng, các bạn biết đấy là combo nào? Đây là khẩu súng trường yếu nhất game, nhưng đây là khẩu súng trường mạnh nhất Free Fire. Vì bây giờ Famat đã phá hủy mọi trận rank, leo huyền thoại siêu nhanh. Bạn đã bao lâu rồi chưa sử dụng Famat 3 chip kết hợp cùng với Kairos vậy? Phá giáp khỏe nhất tại OB46 luôn, như tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể gây tới 100 sát thương mỗi phát bắn vào giáp. Phải nói sức mạnh của Famat bây giờ quá khủng khiếp, dễ dàng lấy được ngay đầu game trong trạm vật phẩm đã được nâng cấp 3 chip sẵn. Đặc biệt, nội tại ít ai biết tới của Famat 3 chip là dính đủ 3 viên sẽ tự bay giáp, kể cả có giáp 3 hay giáp 4 nữa. Là khẩu súng trường mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, phá keo siêu nhanh mà phá giáp thì lại siêu đau. Không có skin nhưng mang Kairos vào bắn vẫn có thể gây được 60-70 sát thương. Cầm skin dạ xoa vào thì hết nước chấm luôn. 100 đam phá giáp là ít. Với đa số các thách đấu ở thời điểm hiện tại đều sử dụng Famat làm vũ khí chính, kèm thêm một khẩu shotgun như M1014 hoặc tiểu liên như MP5 3 chip. Với bộ kỹ năng như WAZ Cyrus sử dụng, Tatsuya, Kairos, Hayato và Lila, con bét Otero kèm huy hiệu thợ săn và keo công phá, đảm bảo đục keo như máy sấy mà bắn đầu như tên lửa luôn, bắn nhấp nhả và mồm thì như cơn mưa mềm mén. Rank thách đấu chỉ còn là thời gian. Hai anh em, khẩu súng trường nào mạnh nhất ở thời điểm hiện tại? Top 4 combo tử chiến Free Fire cực mạnh trong OB46, cân 2, cân 3 mà các thách đấu không ai muốn cho bạn biết. OB46, thời đại bom keo, sắp hết mùa tử chiến rồi. Các bạn đang ở mức rank gì thì áp dụng ngay 3 combo leo rank siêu nhanh như các tuyển thủ ngay nhá. Top 4, xạ thủ 2 tỉa như X-Ball, Skyler, Rafael, Maro, Moco mang theo Reiki và hộp mũ giáp. Phá keo siêu nhanh, tỉa địch siêu ngấy, dính một viên là bay nửa cây, dính hai viên là bay màu luôn, cực phù hợp với tay to, chuyên ôm kho, trèo nóc, ăn đầu cực nhanh nếu cầm hai tỉa như AWM hoặc M82B. Top 3, ông hoàng cận chiến như Alan, Tatsuya, DB, Antonio và Joseph mang theo Rocky và huy hiệu thợ săn. Mới được tăng sức mạnh ở OB46, DB đang cực hot với khả năng sấy không trượt phát nào. Thêm giáp trâu Antonio, chạy nhanh, tanh khỏe như Joseph, chưa kể khả năng lả lướt như Tatsuya, thì cứ cầm MP40, PP19 ra sấy thì giáp 10 cũng bay. Top 2, chúa tể phá giáp Dion, Orion, Miguel, Kairos, JB mang theo trợ thủ Otero và hộp cứu thương. Vào thời đại mà ai cũng 5-6 lớp giáp ảo, bắn hoài không thấy gục thì Kairos chính là chúa tể, phá hết mọi loại lá chắn, hồi EP nhanh như cách người yêu cũ trở mặt. Kết hợp cùng với Orion và Miguel, chỉ cần có vậy là team bạn cạn lời, cực phù hợp khi chơi tử chiến với tiết tấu nhanh, hồi chiêu nhanh. Nếu chơi cùng shotgun như M1014 và M1887 thì hết nước chấm luôn. Top 1 là combo mạnh nhất thời điểm hiện tại trong tử chiến mà ai cũng sử dụng, với 4 kỹ năng hạng nặng, sấy không trượt phát nào, bắt đầu chúng đó leo thách đấu trong giây lát. Đố bạn biết đấy là combo nào? Đây là combo mạnh nhất Free Fire, mắc tốc chạy, chạy một phát lên thách đấu luôn. Không chỉ siêu nhanh, siêu mạnh, leo rank như Burian Wasana tại phiên bản OB46. Tại thời đại bom keo, ai cũng nghĩ Kairos là mạnh nhất hay Antonio mới là mạnh nhất. Nhưng không, DB và dàn harem mới là bí mật leo rank đại cao thủ mà không ai nói cho bạn biết. Với bộ kỹ năng như Blue Wasana bao gồm Alok, Kelly thức tỉnh, DB và Dasha,
Cùng với combo này, tốc chạy của bạn có thể mắc được tận 30%, chưa kể khả năng bắn chính xác khi đang di chuyển là cực khủng. Hạ gục kẻ địch tiếp tục còn tăng thêm tốc bắn, cộng hưởng cùng DB thì bắn như một con hổ luôn. Chưa kể khả năng hồi phục lẫn sát thương chí mạng, đã có Alok và Kelly thức tỉnh hỗ trợ, leo rank siêu nhanh, nhanh như cách bạn nhận được 2 triệu KC Fre khi tham gia sự kiện sáng tạo Free Fire với cơ hội dinh về tận 2 tỷ đồng. 2 triệu KC Fre khi bạn tạo những clip về OB46 với hashtag sáng tạo Free Fire rồi trả bài tại nhà sáng tạo FF Ghana VN, thì dù là ai cũng có cơ hội dinh về tận 2 tỷ đồng và 2 triệu KC Fre nữa. PP19 có thật sự chỉ là một khẩu súng mạnh đầu game khi tới cuối trận đấu chỉ gây ra được từ 3 đến 4 sát thương lên giáp và mũ? Bạn liệu có đang chơi PP19 đúng cách không? Nếu muốn leo lên đại cao thủ tại OB46 này, PP19 là một khẩu súng đặc biệt nhất Free Fire vì nó mạnh xuyên suốt từ đầu tới cuối game đấu. Các bạn không tin à? Cùng nhìn vào chỉ số của nó nha. Đây là khẩu tiểu liên duy nhất trong game có chỉ số xuyên giáp cơ bản cực kỳ mạnh mẽ. Tuy bị hạn chế về khả năng kéo tâm do tốc độ nở mâm to, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới khả năng đè giáp của nó. Nên nhớ, PP19 chỉ chơi tốt khi gây ra đam vàng thôi, chứ để kéo đầu chắc chắn là sẽ không đủ sát thương. Do hiện tại Wolfra đang khá là phổ biến, muốn chơi PP19 mạnh thì phải học theo tuyển thủ P-Sport LBT ngay nhá. Sử dụng các kỹ năng bao gồm Jimmy, Antonio, Hayato thức tỉnh, Tatsuya, trợ thủ thám tử Panda, Hòm mũ giáp và bom keo công phá, giúp tối ưu sát thương không chỉ cho PP19 mà còn full các loại tiểu liên còn lại. Anh em nghĩ khẩu súng nào có thể đấu kèo cùng với PP19 đây? Ai đoán chúng, comment ID cùng đáp án ngay để nhận bất ngờ trong hòm thư nhá. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm nóng Free Fire xem qua những thông tin hot nhất của Free Fire tuần qua. Các bạn nghĩ sao về điểm nóng Free Fire? Cần bổ sung thêm gì thì nhớ comment ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nhá. Đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh để bọn mình ra thêm nhiều video thú vị hơn trong tương lai. Bật cả nút chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất về Free Fire hàng ngày. Còn bây giờ, Hùng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.